Hôm chào toàn thể quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh của LTK Bonsai nha. Em là nhiều vườn nhân, em ở Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre. Số hộ em là 0774816331 nha. Số hộ em có Zalo luôn nha. Hôm nay có lên một số mặt hàng để bàn rồi để săn cho quý cô chú em chị em mình tham khảo nha. Giá cũng vừa chơi lắm cô quý cô chú ơi. Gồm vô mã số 1 nha. Mã số 1 của em là ba cây mai chú hỷ mini để bàn nha. Cây nhỏ nhưng mà mặt cắt nó già lắm quý cô chú anh chị ơi. Mặt cắt nó liền xẹo hết rồi. Hoành nó chừng 6 sen thôi nha. Cao cái này 9 thôi. Hoành 6 cây hoành sen là 6 nha. Chiều cao nó là 9 đi. Rồi để em cầm lên cho chị em mình tham khảo nha. Cây nhỏ để bàn trà rồi rất là đẹp với cô chú anh chị ơi. Đây là một cây nè. Rồi đây là hai cây. Nhỏ cây nhưng mà liền mà cắt hết rồi. Rồi đây là một cây nữa đây. Mã số 1 nha, ba cây 550 bao ship nha quý cô chú anh chị, bao ship cả cây qua chậu như vậy luôn nha. Rồi em qua mã số 1 nha. Em lên mã số 2 cũng là ba cây mai chú hỷ luôn. Ba mai chú hỷ cũng hàng cũng để bàn luôn nha. Rồi em cũng đo cây tượng trưng thôi nha. Rồi hoành nó là được 6-7 cm thôi nha. Cao nó 11. Rồi mã số 2, ba cây mai chú hỷ tung nu nha. Mấy hàng này để bàn trà rất đẹp với cô chú anh chị ơi. Rồi ba lô này, lô ba cây này em cũng giao lô 550 bao ship luôn nha. Rồi đây. Một cây. Mấy cái này nhỏ cây nhưng mà già lắm rồi. Rồi hai cây. Rồi đây là cây thứ ba. Rồi mã số 2. 550 ba cây em bao ship nha. Rồi em lên mã số 3. Số 3 em là một cây mai chú hỷ kim giòn. Hàng này hàng cũng để bàn trà nha. Tổng bề đế nó là 40 đi. Hoành thân vị trí này nó là 12. Chiều cao nó là 10 14 và đường kính tàng là 30. Mai chú hỷ kim giòn nha quý cô chú anh chị ơi. Mã số 3 750 bao ship nha. Rồi đem nghiên cốt cành cho mình tham khảo nha. Cây trực lắc nha. Rồi đây mặt sau. Rồi ba mai chú hỷ kia, một cây mai chú hỷ kim giòn mã số 3. 750g bao ship nha. Cây cũng duyên dáng lắm với cô chú anh chị. Rồi lên mã số 4 cũng là một cây mai chú hỷ kim giòn luôn nha. Em có hai cây. Rồi em đo bề đế hào hảo nó là 35 nha. Hoành thân 14. Chiều cao 16 và đường kính tàng là 30. Mã số 4 mai chú hỷ kim giòn luôn. Cây form cũng rất là đẹp quý cô chú anh chị ạ. Mã số 4 750g bao ship luôn. Rồi đây mặt trước của cây. Hàng kim giòn bông nó rất là đẹp nha. Xiên bông lắm. Rồi mã số 4 750 bao ship luôn nha. Em lên số 5 là một cây me nha. Me chua. Cây này cốt cành khá là già cây rồi. Rồi hoành cũ của nó là 37 nha. Hoành thân nó là 16. Cao nó là 49 và đường kính tàng là 63. Cây me chua nha. Cốt cành khá là già. Cái cốt chính này đã bự rồi nha, đã to rồi nè, to đùng luôn rồi nè. Cốt chính này về mình xả dây từ từ được rồi. Ở cây me này rất là già nha. Me đường thân rất là khéo đẹp. Me này là loại nuôi cốt nha. Cốt lớn rồi. Rồi mã số 5, cây này 1,3 triệu bao ship nha. 1,3 triệu bao ship cho cây me chua này. Cây hiện tại nằm ở chậu 3 nha quý cô chú anh chị ơi. Cây hiện tại nằm chậu 3 nha. Rồi em qua mã số 5 nha. Lên số 6 là một cây kim vít. Kim vít. Kim vít già.
Rồi tổng tổng bề tổng bề đế nó là 83 nha. Vành thẳng đây đi. Vành thẳng đây đó là 19. Chiều cao nó là 50 và đường kính tàn là 60 70 đi. Một cây kim quýt nha. Một cây kim quýt ta cây già, cốt cành rất là già nha. Nó đang đậu trái và đang xịt tược lại rất là đẹp nha. Này này này. Ui, lấy cho mượn cây hước kia. Rồi một cây kim quýt nha, mã số 6, 2 triệu 800 em bao ship nha. Cây rất là già quý cô chú anh chị. Đây cốt cành rất là già nha. Ở đây nó bị chỗ này nó bị trái da chút nha. Rồi cốt cành là khá là già nha. Này dạng thì cây cổ. Rồi mã số 6, 2 triệu 800 bao ship nha. Cho một cây kim quýt. Chậu này cũng là chậu xịn rồi nha. Rồi em lên mã số 7. Số 7 em làm một cây, cây này cũng khá là già nha, một cây kim quýt tai ghép với kim quýt Mỹ nha. Cái này là loại kim quýt Mỹ nha quý cô chú anh chị ơi. Đây là kim quýt Mỹ nha. Rồi bề đế gì đi là 46. Hoành thân ở đây. Hoành thân vị trí này. Đó là 17 nha. Chiều cao 25 và đường kính tàn là 31. Cây kim quýt Mỹ cây này rất là già rồi nha quý cô chú anh chị ơi. Cái này người ta ghép lâu lắm rồi. Nhìn nhà lá nó nhỏ mà nó già cây lắm, nhìn rất là già nha. Cây đang đậu trái nè, không? Tái nhỏ xíu rồi quý chú anh chị ơi. Kim quýt Mỹ dòng nó tái nhỏ xíu rồi rất là đẹp. Đang đậu trái nhiều lắm đây. Chính nó vẫn vàng đỏ. Tái vẫn bình đỏ nó đỏ. Cũng giống như loại kia thôi nhưng mà nó là nhỏ, lá nhỏ với tái nhỏ. Đây nó già lắm rồi. Cốt ghép rất là lâu rồi nha. Mà cắt đang kéo rất là mạnh. Rồi số 7 cái này 1 triệu 2 bao ship nha. Đây, quá trời trái luôn nè. Nó tái nó nhỏ nhỏ vậy đó. Nó chín xong rồi nó cũng ra màu đỏ luôn nha. Kim quýt Mỹ. Mã số 7 cái này 1 triệu 2 bao ship nha. Rồi em qua mã số 7 nha. Rồi em lên mã số 8 là một cây mai châu hỷ kim giòn. Cây này cái khá là già quý cô chú anh chị. Mà cắt tái liền xẹo hết rồi. Rồi tiến hành đo kích thước nha. Rồi bể đế là 23 nha. Rồi hoành thân nó tính 10 thôi. Chiều cao là 10 luôn. Và đường kính tàn là 19. Kim giòn cây khá là già cây. Cây bắt chuẩn có cành chuẩn nha. Rồi đế cũng khá là đẹp nha. Cây này thì em chưa có cái chậu mỏng mà để ép nó. Anh chị về mình ép lên cái chậu mỏng mà nhỏ chút nữa là rất đẹp nha. Cái này em vô tạm thời thôi. Đây, cây khá là già nha. Già dữ lắm rồi. Cây nuôi lâu năm lắm rồi nha. Rồi vị trí này là có một cái nhánh áp nha. Áp lên cho đúng vị trí nha. Đây chỗ này nè. Mình nhìn vô đã dính rất là lâu nha. Mình để về chơi thời gian nữa. Mình hãy cắt cho nó nuôi cho mập cốt luôn. Rồi mã số 8. Cây này 1 triệu 6. 1 triệu 600k bao ship nha. Cho mày cái hỷ kim giòn. Cây khá là già cây. Anh em nào yêu thích những dòng mini mà cốt cành dài thì đừng bỏ lỡ cây này nha. Mình cắt liền xẹo hết rồi. Cây này chuẩn cây đẹp. Rồi qua mã số 8 nha. Lên mã số 9. Số 9 là một cây linh sam siêu bông. Đế 24 giờ. Rồi tổng đế nó là 33 đi. Hoành thân 10 cm thôi. Cao là 18. Và đường kính tàn nữa là 30. Cây linh sam siêu bông để bàn. Để 24 giờ cây cũng đang nhóm bông nha. Cây này thì khi vận chuyển thì nó cũng hơi rụng bông chút nha. Ủa rụng lá hơn chút nha quý cô chú anh chị ơi. Tại loại sam đi là phải rụng thôi. Để nắng bình thường sẽ ra bông cho mình luôn. Cây để 24 giờ trực lắp rất đẹp nha. Đây. Mã số 9, 450 bao ship cho cây sam siêu bông này nha. Rồi em qua mã số 9. Rồi em lên mã số 10. Số 10 mình làm một cây tùng này tùng nhỏ nha, vành nó chừng 4-5 cm thôi, cao 37 nha.
Ủa, đường kính tàng 37 và chiều cao 16. Tùng La Hán nha, mã số 10. Cây này 450 em bao ship thôi. Đây, cây cốt cành Tùng La Hán nha. Rồi cái cây để bàn tà gì rất là duyên quý của chú anh chị. Mã số 10 450 em bao ship nha. Rồi qua mã số 10 nha. Lên mã 11 là một cây tan vàng. Quanh thân cái vị trí này đi, 21. Chiều cao 20 và đường kính tàng 30. Một cây mẫu đơn vàng nha. Cây này vàng nghệ nha quý cô chú anh chị. Quá trời bông mà, cây này đang mùa bông. Rồi mã 11, cây này 1.1 ba ship luôn nha. Quá trời bông rồi. Cây này khi mình nhận cây vẫn có bông chơi luôn nha. Rồi mã 11, 1.1 em bao ship luôn nha. Rồi em qua mã 11. Nên mã 12 là một cây mai chú hỷ tung nu. Cây này cũng khá là già rồi. Cây này bể đế là 47 nha. Hoành thân vị trí này 27. Chiều cao 25. Đường kính tàng 42. Mai chú hỷ tung nu cốt cành khá là già cây. Mã 12, cây này 2.5 triệu bao ship nha. 2.500.000 bao ship cho cây mai thủy tung nu này. Cây cốt cành khá là già lắm nha. Cây lớn nha quý vị trước đi, hoành 27 lần. Thì mình chơi thời gian nữa, mình bấm dây bỏ mấy dàn xương dâm nữa là để cắt đĩa chơi thôi. Rồi mã 12, 2.5 triệu bao ship nha. Rồi em qua mã 12, em lên mã 13. 13 là một sam song huynh. Để 24 giờ cốt cành cắt giật. Rồi tổng bề nó là 63 nha. Hoành thân vị trí này là 17. Chiều cao 17 luôn. Và đường kính tàng là 40. Cây sam siêu bông để 24 giờ cốt cành cắt giật nha. Rồi mã 13, cây này 2.500.000 bao ship nha. Đây, cốt cành là rất là lớn nha. Đế là cộng đế rất là to mà bỏ đều. Sam song hinh nha. Ở trên ngọn có một cái vị trí áp nha quý cô chú anh chị. Vị trí đây. Chỗ này là áp ngọn nha. Mình để gì mình chơi luôn nha. Để cho người ta áp đã dính lâu rồi nhưng để như vậy cho nó lớn cốt luôn. Phần dưới đã cắt rồi nha. Rồi qua mã 13 nha. Lên mã 14. 14 em là một cây lê kima nha. Anh em miền Bắc mình còn gọi là cây trứng gà nha. Cây này cũ lê kima hái nha. Cây này là cây hái riêng. Bệ đế nó là 61. Hoành thân 14. Chiều cao 50. Và tán ngang như vậy. Đường kính tàng 50 luôn. Cây là lê kima hái cây riêng luôn nha. Cây này là cây nhánh chiếc của hồi nhỏ ta nuôi rất là lâu mới được cái củ cái gì nha. Nguyên cái củ đế luôn. Rồi cây này khi dẫn chẻm cũng chậu bó bầu nha. Mã 14, 1.800.000 bao ship nha. Cây này nó nằm cái chậu gọn, nó nằm trong cái bầu gọn rồi. Này em chỉ vô hiêm thôi. Khi rút ra thì nó cái bầu kia nó vẫn cứ ngắt luôn nha. Đi vẫn khỏe cây cho mình. Rồi 14, một cây lê kima nha. Cây này 1.800.000 bao ship. Lê kima hái nha quý cô chú anh chị ơi. Mình vừa chơi rồi về mình có lê kima thường á, cái mình lấy cái bo nó mình ghép vô luôn. Vừa chơi mua về vừa chơi và vừa lấy bo luôn. Rồi mã 14, 1.800.000 em bao ship cho cây lê kima này nha. Rồi em lên mã 15. 15 là một cây tan đỏ nha, mẫu đơn đỏ. Rồi hoành cũ nó là 22 nha. Chiều cao 14 và đường kính tàng 30.
một cây mẫu đơn đỏ nha. Rồi mã 15. Cái này 900 bao ship nha. 900k bao ship cho cây mẫu đơn đỏ cốt cành cắt giật này. Cây cũng đang nhóm bông nha quý cô chú anh chị. Rồi mã 15. 900k bao ship cho cây mẫu đơn đỏ này nha. Cây cũng đang bông đang nụ rất là nhiều nha. Đang mùa bông nụ nhiều lắm, giờ cũng có bông đang nở luôn. Rồi mã 15. 900 em bao ship nha. Rồi em qua mã số 15 nha. Lên 16 là một cây linh sam siêu bông. Rồi hoành thân là 17. Chiều cao của nó là 43. Và tổng tàn như vậy đi, 95 nha. Cây linh sam siêu bông, cây đang ra mùa bông nha. Đang full bông. Quá bông rồi. Linh sam siêu bông nó xiên bông lắm quý cô chú anh chị. Rồi mã 16, cây này 1.1 qua ship nha. Khi đi vận chuyển rút chậu bó bầu nha, tại cây thân chậu này kìa. Đây, xem vàng cốt cạnh nó đây. Về mình mấy cốt này đã siết dây nè, giờ mình bấm bỏ từ từ. Đường thân nó lắc rất là khéo nha. Đã thân chậu nha. Về cái mình thay chậu, ép chậu gì cũng được. Rồi cây này khi đi thì chắc bông này mình chơi đợi bông sao nha quý cô chú anh chị ơi. Bông này đi chắc nó nở rụng rồi. Rồi khi vận chuyển thì nó cũng rụng lá rụng bông nha. Vậy mình chơi đợt bông sao nha. Này nó ra bông, cây già nó ra bông xuyên suốt rồi nha. Rồi mình khỏi lo gì vấn đề bông đi. Về giờ ăn cây là nó sẽ ra bông mới, được mới. Rồi em lên mã 17 nha. 17 em là một cây me. Rồi củ gì 33 đi. Hoành thân vị trí này nó là 19. Chiều cao 40. Và tán ngang như vậy nữa là 55 đi. Một cây me chua quái nha. Cây này thân quái rất là đẹp. Rồi mã 17, cây này 1.2 bao ship nha. Cây thân quái nha, cốt cành cũng khá là già. Đây nghiêng cho mình tham khảo nha. Rồi một cây me chua thằng quái nha quý cô chú anh chị. Rồi mã 17, cái này 1.2 bao ship nha. Rồi em qua mã số 17. Lên 18. 18 mình làm một cái ổi tàu. Đây một cây ổi tàu quý cô chú anh chị. Hiện đo bình thân thôi nha. Hoành thân này là 26 nha. Chiều cao 49. Ủa, tán gì đo, tổng tán gì luôn đi. 1m6 nha. Cái này mà một cốt hai thân lên nha, chứ không phải là hai thân nha quý cô chú anh chị. Một cốt lớn đàng hoàng nha. Cây một cốt lớn đây, một cốt lớn đàng hoàng. Rồi cây cũng đang đậu bông đậu trái luôn nha. Bông trái nhỏ ra mới lú à. Đây, ổ trái trên thân ra nha. Ở chỗ này là vết sẹo của da nha, nhưng đã kéo rồi, nó còn có con chip nên nó liền luôn rồi nha. Còn chip đây đã liền, phần này đã kéo liền rồi. Bị đế bỏ rất là đẹp nha. Rồi 28, cái này 1.7 bao ship nha. Đây. Một cốt lên nha. Rồi coi cũng đang nhóm trái nhỏ đây. Ôi, khi vận chuyển nó cũng có rụng lá ít nha quý chú anh chị. Nhưng mình để nắng tốt thì nó sẽ ra cho vườn mới ra bông luôn à. Mấy dòng bàn trái nó cũng hơi rụng lá lắm. Rồi cây ổi ở 18, cây này 1.7 bao ship nha. Rồi em lên mã 19. 19 là một cây mai chiếu hủy da đen lá lớn. Cây này nuôi cốt cành cắt giật 2-3 nhịp rồi. Bệ đế khá là đẹp nha. Củ đế rồi khá là đẹp. Rồi bệ đế là 59 nha. Rồi hoành thân vị trí này 29 đi. Cao 28. Giờ đường kính tàn là 43. Mai chiếu hủy da đen lá lớn.
cây nó dót lên nhỏ xíu à, mặt cắt ở trên nhỏ xíu rồi nha, cây có một mặt cắt một rồi nha, cây tực lắc mà một mặt cắt đây, cốt cành là giật nhịp, có chỗ giật thì nhịp thứ ba, có chỗ giật nhịp thứ hai đó, cốt cành nó cỡ tay cái em đó, có để tay cái vô mình em chị em quý chị em so sánh nha. À, dách đế rất là đẹp nha, củ nở phè ra luôn. Anh chị em mình đam mê những hàng lùng lực cốt cành cắt giật thì đừng bỏ cái này nha, đừng bỏ lỡ cái này. Và 19 cây này 4.800.000 em bao ship nha, 4.800.000 em bao ship cho cây mai chữ hủy da đen nó lớn này. Rồi anh quất qua chỗ cái mặt cắt chỗ này cho nên anh chị em tham khảo cái đây, nó kéo cũng được 50% rồi nha, cây chỉ có một vết cắt này thôi, bự dót lên rất là đẹp. Cây này dàn xương nó nuôi rất là kỹ nha. Rồi 19 4.800.000 em bao ship nha. Rồi em vào mã 19 lên mã 20. 20 em là một cây mai chú hỷ này cũng da đen lá lớn luôn, cây này thì bể hú. Rồi tổng bệ gì là 73, hoành thân vị trí này 22 nha, chiều cao 43 và đường kính tàn nó 64. 20 mã số 20, cây này 2.2 bao ship nha. Thì cây mai chú hỷ da đen nó lớn dáng thú này, bệ đế khá là đẹp nha, cây này nhìn ngoài nhìn đẹp lắm với chú anh chị, cây đang mùa bông nha, đó nhìn bệ nó rất là đẹp nha, cây bệ hú rất là đẹp. Rồi hai mã số 20, cây này 2.2 bao ship nha. Cây này nó cũng có một cái mặt cắt ở trên đây thôi, đang bo vô rất là mạnh nha. Rồi cây này đang mùa bông nha quý cô chính chị, mình đi thì chắc nó cũng hơi rụng bông xíu nha, tại nó đang bông đang nở, có gì về mình chơi đợt bông sau nha. Rồi mã số 20, cây này 2.2 bao ship nha, cây khá là duyên dáng nha quý cô chú anh chị. Rồi em lên mã 21. 21 cũng là cây mai chú hỷ da đen nó lớn luôn, cây này những tực lắc nhẹ nha, cây này tực có cái độ lắc nó nhẹ nhẹ. Rồi tổng bệ là 90 nha. Rồi hoành thân cái vị trí đây nó là 30, chiều cao 43, giờ tàn đường kính tàn 60. Mã số 21, mai chiếu hỷ da đen lá lớn. Rồi cây này 2.1 em bao ship luôn nha, cây bệ khá là đẹp, hoành tới 30 là bự lắm nha quý chú anh chị. Cây cầu này cũng đang nhóm đang đợt bông nha, khi vận chuyển thì nó cũng có rụng mớ rồi, có gì mình chơi đợt bông sau nha. Nói chung rụng cũng còn bông chơi chứ không phải rụng hết nha quý cô chú anh chị. Rồi mã 21, 2.100.000 bao ship nha, cho cây cây mai chú hỷ da đen lá lớn này. Rồi em lên mã 22. 22 là một cây linh sam song hình lá kim, song hình lá kim nha. Rồi bể đế là 72, hoành thân là 20, chiều cao 46, đường kính tàn là 48. Cây này nó cũng đang đi bông rất là nhiều nha, mấy cây già bông dữ lắm. Cây này về mình chơi xong đợt bông này cái mình lặt lá, cái mình xả dây ra hết luôn, ra hết luôn cái nó sẽ ra đợt bông mới nữa. Rồi khi vận chuyển thì nó cũng rụng lá nha quý chú cô chú anh chị, rụng lá cái sẵn mình lặt lá luôn, mình xả dây ra hết luôn, xả dây ra hết cái nó sẽ ra chồng mới, nó ra bông đợt mới luôn. Sam già là bông nó quanh năm. Rồi cây này cốt cành rất là già nha, nước da em đã xử lý rồi. Rồi cây này cũng đã hừng chậu rồi nha, mình về mình sang chậu bự hơn chút, hoặc là mình bôi xe dừa ra bớt rồi mình vô lại nha. Rồi 22 cây này 1.3 bao ship luôn nha. Rồi lên mã 23 là một cây mai chú hủy gò công lá lớn, nu gò công lá lớn.
Rồi cây này tổng bệ nó gì đi? Tổng bệ nó là 68 đi. Hoành thân vị trí đây đi. 28 luôn đi. Chiều cao 50. Và đường kính tàng 50 luôn. Cây mai chú hỷ nuôi vào công lá lớn, cây tật lách rất đẹp nha. Thì cốt cành cũng đã có một số chỗ đã xả dây, ở tông xả ra rồi. Cây đường thân hình chữ S rất là đẹp. Nù dữ lắm, nù nha quý chú anh chị. Đó, cây nù nằng rất là nhiều nha. Rồi công nó lớn thì cái độ nù của nó rất là dữ. Rồi mặt bên đây. Rồi mã số 23. Cây này 2 triệu 6 bao ship nha. Rồi 2 triệu 6 tâm cho cây mai chú hỷ nuôi vào công nó lớn này. Rồi lên mã 24 là một cây mai chú hỷ tung nu dán đổ nha. Rồi hoành thân nó đây là 14. Chiều cao 25. Và tổng tàng gì là 88. Cây này đã làm rất là kỹ cây nha. Có mấy chỗ cốt lớn đã xả dây rồi. Này chỉ điểm thêm vàng xương dâm thôi. Rồi mã 24 cây này 1 triệu 7 bao ship nha. Cây mai chú hỷ tung nu nha quý cô chú anh chị. Rồi để em quay quan trọng để em nghiêng cho mình tham khảo nha. Rồi đây. Cốt cành nó rất là già rồi. Rồi mã 24. Cây này 1 triệu 7 bao ship nha. Khi vận chuyển thì em sẽ xử lý cái ngọn này lên chút nha. Về mình chỉnh ra lại nhẹ thì em chút là được. Tại nó dài quá phải xử lý lên chút. Sửa lên chút chứ để nó dài quá đóng vô da vạt canh thùng nó gãy hết nha. Rồi. Mã 24 cây này 1 triệu 7 bao ship nha. 25 là một cây nguyệt quế. Này dòng nguyệt quế lá tung nha. Rồi cũ 20. Hoành thân vị trí đây là 16. Và chiều cao nó là 45. Đường kính tàng 40. Cây nguyệt quế nha. Anh em yêu thích những dòng thiên nhiên thì này thì mình chơi anh em ơi. Cây này dạng hiệu phơm thiên nhiên. 25. Mã số 25 cây này 800 bao ship nha. Củ đế cũng khá là đẹp nha. Chỗ này nó hơi bị lũa da đồ một chút nha. Đây hai bên đang kéo rất là mạnh. Đây, chỗ này cũng vậy luôn. Đang cuốn mép vô hai bên. Rồi mã số 25. Cây này 800 em bao ship nha. Rồi qua mã số 25. Lên 26 là một cây linh sam siêu tấn phất hồng nha. Song hình ghép tấn phất hồng. Cây này bệ nó là 45. Bệ đế 45. Hoành thân nó là 18. Chiều cao miệng chậu lên là 35. Tán ngang gì đi. Tán dài gì đi. Tổng tán nó là 47, 46 nha. Linh sam tấn phất hồng cây ghép nha. Song hình ghép với tấn phất hồng. Đây bông đây. Mấy cây già này đi bông nhiều đợt, nó nối đuôi nhau dữ lắm. Này nè, mấy bông này nó tàn rồi, mấy cái nụ này lên tiếp đây. Đây nụ còn nhiều lắm nha. Cây này anh em mình nhận cây là có bông chơi liền á. Mấy bông này nó tàn đợt rồi, giờ nó đang lú trồi đợt mới. Rồi đây cốt cành. Cây này cũng đã hơn chậu rồi nha. Về cái mình sang chậu mới mình chơi nha. Rồi 26 cây này 800 bao ship nha. Rồi em qua mã 26. Lên 27 là một cây ổi. Cây ổi tàu lá tung. Cây này hoành thân 13. Chiều cao 46. Và tán ngang 45. Rồi mã 27. Cây này 900 em bao ship nha quý cô chú anh chị. Đây, nó đang nhóm được bông được tái mới nha. Tái nhỏ nhỏ, bông nhỏ nhỏ rồi tái mới nha. Có mấy tái bự bự này đi chắc nó rụng rồi. Ở khi vận chuyển nó cũng hơi rụng lá chút nha quý chú anh chị.
Vậy để nó sẽ ra trò mới nha, nó sẽ ra bông ra trái luôn. Ở tàu lá tung nha. Rồi cây này 930 ship nha. Rồi khi vận chuyển thì em ấy cái tàn nó cho gọn gọn lên xíu, về mình sửa ra giùm. Dễ lắm. Chỉ bẻ xuống gì thôi. Viện cái về cái mình nắm dãy nó lên cái xong à. Rồi mã 27, cái này 900 bao ship nha. Rồi em qua 27. Lên 28 là một cây sam tái nha. Rồi hoành cũ 21. Hoành thân vị trí trên đây nó là 15. Chiều cao 39. Rồi đường kính tàn 47. Sam núi tái nha. Được mấy chùm tái. Ra được 3 4 chùm gì đó. Đảm bảo là tái nha. Rồi em nghiêng cho mình xem cốt cành nha. Rồi mã 28, cây này 1 triệu rưỡi bao ship nha. Cây phơm trực lắc cũng khá là đẹp. Rồi, mã số 28, cây này 1 triệu rưỡi bao ship nha. Cho cây sam tái trực lắc nè. Rồi em lên 29. 29 mình là một cặp cặp tùng la hán nhắn đổ nha. Này em hai cây nha quý chú anh chị. Rồi cây này hoành nó thì chừng 6 7 cm thôi nha. Chung 6 7 cm thôi nha. Anh em mình so sánh kích thước giùm em nha. Rồi đo tàn đổ của nó đi. Tàn đổ cây 45 và tàn đổ hai cây 45 hết nha. Rồi tùng tùng la hán nhắn đổ. Rồi đây. Cái này mình để bàn trà cũng khá là đẹp nha. Rồi 29. Cặp này 600 em bao ship nha. Đây. Rồi cặp tùng la hán này 600k em bao ship nha. 650 chứ. 650k. 650k cho cặp tùng la hán nhắn đổ này. Bao ship cả cây và chậu luôn. Rồi em qua cặp tùng nha. Lên cây mã 30 là cây cuối clip rồi quý cô chú anh chị. Một cái sam tái già nha. Cây này đã xả dây hết rồi. Cây này rất là già cây. Bệ đế nó 60. Hoành thân trên cái cổ đế nha. Là 15. Hoành thân vị trí này là 15 nha. Cao 49. Và tổng tàn là 99 nha, tổng tàn mét đi. Cây cũng đang đậu trái nha. Trái xanh nhiều lắm nha. Mấy trái này chơi cũng bền lắm nha. Nó sẽ teo vô xi chín thì sẽ ra màu đỏ rồi nó ra màu đen. Chuyển sang màu đen rồi nó teo trên thân luôn. Sẽ sam dòng sam trái nu nha. Cốt cành khá là già cây. Cây này rất là già rồi. Vì mình chỉ giờ chỉ cắt tỉa chơi thôi. Rồi mã 30, cây này 2 triệu 900k bao ship nha. Rồi. Một cây sam tái mã 30 là cây cuối clip nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi nếu anh chị em mình nào nhẩm gõ cây thì kết bạn Zalo sẽ gửi hình cụ thể thêm nha. Rồi xin hẹn quý cô chú anh chị em mình lại clip sau luôn ạ. À.